13.3. Shut off the water. Off water. Ủa sao nó không rớt xuống 12 vậy? Vậy là nó không có sạc rồi. Ồ, vậy cái máy này đang sạc nè. Okay, you can keep that. Okay, turn on water. Now we're going to start the motor. 13.7. Xuống 13.3. Turn off the water, off water. Có sạc. 13.5 với 13.2 có chấm 3, có chấm 3 hơn à. Cái bình này sạc đầy rồi đó hả? Không. Thì nói chung là nó đủ cho nổ máy bộ. Lẽ là tắt máy nó phải còn 12V chứ. Thì nó đang sạc kìa, từ từ nó phải từ từ nó mới yếu xuống. Thì có 13.5, lẽ nó mới lên tới 14 mấy lần mà. À. Vậy là thay cái stator được rồi. Nó bán con cái cũ là 150 đồng. 150 đồng hả? Mà còn quốc hả? Thì nó nói còn quốc. Hết nổ rồi phải không? Vậy tắt luôn quá. Có cần nữa không? Con kêu khách đi vô nhà. Để chờ coi nó xuống 12V coi là nó có sạc được không. Sao nãy nó chích đâu mà nó ra 12 vậy? Đó, chích đâu mà nó ra 12 vậy? Đó, 13 đó. Thì nó đang rất từ từ mà. Cái đó thử DC hay AC? DC. Ok, nổ máy lên đi. 13.08, 13.07, nổ máy đi. Ok, water on. Rồ máy đi, coi nó có lên cao nữa không?
4 à. Thôi, shut down water, shut down. And then we're done. Con hàng nó không ăn điện đó.